Bởi vì bạn kia bạn ấy có cái câu hỏi hay quá nên tiện đây mình đếm luôn nhá. Xem có phải là 70, 36 động không nhá. Chúng ta bắt đầu từ cái nhánh gọi là đi đi lần lượt từ nhánh nhá. Cái tuyết lăng hồ này thì không thể coi là động được đúng không? Đây là một cái map, nó ở trên vùng cao nguyên, vùng cao, vùng núi cao nên nó toàn quanh năm tuyết trắng thì không thể gọi là động được. Tuyết lăng hồ này tức là một cái giống như là một cái gần như kiểu một cái ốc đảo ở trên núi thì đúng hơn. Nó cũng mình nghĩ là nó không không thể liệt vào cái động được. Cái tiên vương phần này thì gọi là động chắc này. Đấy, chắc chắn gọi là động này. Cái tiên vương mộ ấy. Nên gọi tiên vương mộ. Ở chỗ Liêu Tây này, đấy, cái thủy tinh hồ này thì cũng gọi là động được này. Đấy thì phải đi đi vào trong đấy, vào trong hố hủ mà chui vào ở hang hốc các thứ đấy. Còn cái nhánh Hoàng Long Phủ trong cái sơn này thì không có đâu. Đấy, bên thật bên Thảo Nguyên thì chỉ hồ thôi, ok. Chỗ Thảo Liệu Trường này cũng có thể gọi là động được này, thì lúc chúng ta ở Thảo ở đâu nhỉ, ở Nhật Bắc ấy, chúng ta chui vào trong một cái khe đá đấy thì cũng có thể gọi là động được. Thì là hai rồi nhá, hai rồi này. Ở chỗ cửa vào ở trên lên chỗ nhà Nam ấy thì đương nhiên có cái Ma Nhai Động rồi, ok là ba này. Đấy. Yến Vương Cổ Mộ này thì chúng ta có Yến Cổ Mộ tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6, tầng 7. Đấy, tầng 8, tầng 9. Đúng chưa? Đấy thì cứ cũng thể là gọi là động được nhé. Đấy gọi là cái cổ mộ đúng không? Đấy tiếp này. Bên này này. Ở đấy là cái xong cái nhánh mà phọt từ trong nhạn Lạc Dương ra nhạn Nam, nhạn Bắc rồi là Thảo Thảo Nguyên các thứ nhé. Còn cái nhánh ở bên cái thành Trung Sơn này thì không gọi là động được này. Tan Man Y Hãn Đại Việt này không gọi là động được nhá, đúng không? Côn Luân Sơn này thì cũng không thể coi nó là động được. Đấy là một cái động gọi là, nếu Côn Luân Phúc Địa này gọi là động thì được này, nó động gọi là động băng đi. Đấy, còn ở bên cái Mê Cung này thì cũng không thể gọi là động được này. Cái Hỏa Diệm là Hỏa Diệm Sơn thì không thể gọi là động được, mà cái Hỏa Diệm Cốc ấy thì có thể gọi là động được. À. Rồi tiếp đến này, cái địa cung này thì không thể gọi là động được đúng không? Rõ ràng là hoàng cung thì đi mà động biết gì đúng không ấy. Cái nhất phẩm đường này thì không nói rồi này, ok. Em bên cái nhánh mà đằng Nam Chiêu các thứ ấy, thì có cái Diêm Hồ và Bạch Sa Diêm Khanh, đấy cũng thể gọi là hai động được. Đấy, Đào Hoa Nguyên thì không thể gọi là động được. Đào Hoa Nguyên thì nó là một cái cao nguyên rồi. Đấy, cái thụ động này, Diêm Khánh này, rồi là Dã Nhân Câu. Dã Nhân Câu thì nó là nó cũng thể gọi là động được nhá, động động dã nhân rồi tiếp đến cái mảng ở bên đằng 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 Quỳnh Châu ấy thì có Hải Tặc Động đúng không, ok. Miêu Nhân Động đúng không, ok. Này Thanh Nguyên này thì có hai loại, một Thanh Nguyên Huyền Cảnh và Thanh Nguyên, thì cái hai cái này cũng có thể gọi là động được nhá, với Miêu Nhân Động với lại Thanh Nguyên Huyền Cảnh thứ. Rồi tiếp đến cái chỗ có cái chỗ này là Hoàng Long Động này đó. Rồi chỗ cái kiếm ra này thì cũng có thể gọi là động được, tại vì từ võ từ từ chỗ Tây Hồ chui vào trong ấy. Đấy, cái chỗ thuyền ô này thì cũng có thể là gọi là động được. Đấy, rồi là cái bảo tàng động đúng không, bảo tàng động nó nằm đây này. Đấy, gọi nó gọi là cái gì đây, nó gọi là bảo tàng cát. Bảo tàng động thì nó chia ra một tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8. À đâu, tầng 5 thôi chứ làm gì có tầng 6. Thì thế thôi, làm hết rồi làm gì còn 72 động, thì toàn tào lao vớ vẩn đúng không. Tôi đếm sơ qua giờ làm gì đủ 36 động. Còn đảo ấy thì tôi nghĩ có mỗi cái Huyền Vũ đảo ấy. Chỗ này là Quỳnh Châu thì tổ bố nó khi là Kinh Châu. Rồi chắc là hết rồi đấy. Chả còn chỗ nào thì anh em bổ sung nhé. Các ông biết chỗ nào nữa các ông bổ sung vào của tôi vậy. Thì tôi đếm sơ qua thế là hết rồi đấy. Còn đảo thì tận 72 cái đảo mà tôi chẳng biết cái đảo nào ngoài Huyền Vũ đảo. Yeah, đấy, ok anh em. Rồi. Đếm sơ qua rồi đấy, hết rồi. À, đấy, nhận phép. Thôi, nhận nhầm rồi. Úi trời ơi. Thả luôn mày đi.
lại đi nuôi lên 50 thôi. Xem nào. Vào Ngami. Mệt mỏi. Bây giờ có một cục tiền rơi vào đầu phát để tỉnh ngay. Khổ. Con người ta cứ luẩn quẩn trong một cái vòng tròn lặp đi lặp lại, làm sao để kiếm tiền, làm thế nào để kiếm tiền, ngày mai lại phải đi làm. Một cái vòng luẩn quẩn mà ai cũng phải lặp đi lặp lại mà.